với tôi thì Manchester United mục tiêu tại Nou Camp có lẽ là cống hiến một trận đấu tốt, và nếu mà có phải rời cuộc chơi thì ngẩng cao đầu, chứ tình hình là vô cùng khó khăn. Thực tế Manchester United ở lượt đi thì cũng đã tạo ra một thế trận ngang ngửa với Barcelona. Tuy nhiên lúc đó thì Barcelona có một số cầu thủ không phải là chính mình, hàng tiền vệ của MU đá rát quá, thành ra người ta cũng có biểu hiện là giữ chân giữ cẳng. Về Nou Camp sẽ rất là khác, Barcelona sẽ thể hiện đầy đủ cái nanh vuốt của mình, những gì thuộc về sức mạnh và độ nguy hiểm sẽ được phát huy rất là mạnh. Thành ra tôi nghĩ rằng Manchester United có lẽ là không nên nghĩ đến cái việc là mình thắng hay là ngược dòng, mà nên tập trung vào một trận đấu tốt để mà chống chọi thành công với Barcelona, sau đó tính tiếp. Quan điểm cá nhân tôi là Manchester United làm sao đấy rời cuộc chơi ngẩng cao đầu và tập trung toàn bộ sức lực cho top 4 giải Ngoại hạng, thì đấy là cái sân chơi của họ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.